Xin chào bà con, xin chào quý vị khán giả. Hiện giờ giải trí đang ở đường Lưu Nghĩa Ngọc, phố Long Đèn, quận 5. Và hiện giờ bà con đang đi chơi trung thu sớm.
đồ ăn không sợ đói bụng. Kiểu đèn chớp tắt của Trung Quốc. Và đây là rất là đông.
wonderful. The pavement looks colder because all the leaves have fallen. Delightful colors frame the avenue. Please don't wait too long to make your way to Northern Arms, so you can see the seasons change with me. But please.